Captain Bear và chương trình IELTS Reading Bất Hủ xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đến bài Young Children's Sense of Identity, nhận thức về bản thân của trẻ nhỏ, IELTS 9 Test 4 bài đọc số 2 trang 91 nha. Chăm chỉ học từ vựng để đọc sách tiếng Anh y như đọc sách tiếng Việt luôn nha. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Trọng rất nhiều vì đã biên soạn quyển này. Nhớ là đọc kỹ tất cả các câu hỏi để nắm từ khóa và đại ý của bài trước khi vào đọc đoạn văn. Mình bắt đầu đoạn A nha. Đoạn A nó không có trả lời câu hỏi nào hết, nhưng mà mình đọc để mình biết thế nào là self as a subject and self as an object. A sense of self develops in young children by degrees. The process can usually be thought of in terms of the gradual emergence of two somewhat separate features, the self as a subject and the self as an object. William James introduced the distinction in 1892, and contemporaries of his, such as Charles Cooley, added to the developing debate. Ever since then, psychologists have continued building on the theory. Nhận thức về bản thân phát triển ở trẻ nhỏ theo cấp độ. Quá trình này có thể được hiểu một cách dễ dàng khi xét về cái sự trồi lên dần dần của hai cái đặc tính có phần tách biệt. Đó là đặc tính thứ nhất, đó là xem bản thân mình như chủ thể, và thứ nhì đó là xem bản thân mình như là khách thể. Thì William James đã đưa ra cái sự phân biệt này vào năm 1892, và những người cùng thời với ông, chẳng hạn như là Charles Cooley, đã thêm vào cái cuộc tranh luận này. Và kể từ đó thì những nhà tâm lý học đã tiếp tục xây dựng cái học thuyết này. Mình đến đoạn B nha. According to James, a child's first step on the road to self-understanding can be seen as the recognition that he or she exists. This is an aspect of the self that he labeled self as subject, and he gave it various elements. These included an awareness of one's own agency, for example, one's power to act, and an awareness of one's distinctiveness from other people. These features gradually emerge as infants explore their world and interact with caregivers. Theo James thì cái bước đầu tiên của một đứa trẻ trên con đường nhận thức, hiểu về bản thân nó có thể được xem như là sự công nhận là nó đang tồn tại. Đây là một khía cạnh về bản thân mà ông ta đặt tên là xem bản thân mình như là chủ thể. Và ông ta đã cho nó nhiều cái yếu tố khác nhau. Những yếu tố này bao gồm cái sự nhận thức về các cơ quan của chính nó. Ví dụ như là cái quyền năng, cái quyền lực hoạt động của nó. Và sự nhận thức về cái tính khác biệt của nó với những người khác. Những đặc tính này dần dần xuất hiện khi mà trẻ sơ sinh khám phá thế giới và tương tác với những người chăm sóc nó. Mình tiếp tục những dòng còn lại của đoạn B. Cooley suggested that a sense of the self as subject was primarily concerned with being able to exercise power. He proposed that the earliest examples of this are an infant's attempts to control physical objects, such as toys or his or her own limbs. This is followed by attempts to affect the behavior of other people. For example, infants learn that when they cry or smile, someone responds to them. Cooley cho rằng nhận thức về bản thân mình như là một chủ thể thì nó có liên quan chủ yếu tới cái khả năng thực hành quyền lực. Ông ta đề xuất những cái ví dụ sớm nhất của điều này, đó chính là nỗ lực của trẻ
khi kiểm soát, muốn kiểm soát những cái vật thể vật lý, chẳng hạn như là đồ chơi hoặc là tay chân của riêng nó. Sau đó là những cái nỗ lực ảnh hưởng tới hành vi của người khác. Ví dụ như trẻ biết rằng khi chúng khóc hoặc cười thì ai đó, người khác sẽ phản hồi lại chúng. Vậy thì khúc này mình có thể trả lời được cho câu số 21. Câu 21 nó nói: A child's awareness of self is related to a sense of mastery over things and people. Có nghĩa là nhận thức về bản thân của một đứa trẻ thì có liên quan tới cái việc nhận thức, kiểm soát đồ vật và con người. Vậy ai là người nói câu này? Chính là Cooley ha. Nên đáp án câu 21 của mình sẽ là câu B. Kiểm soát đồ vật và con người. Thì ở bên này, kiểm soát đồ vật nè, chẳng hạn như là đồ chơi hoặc là tay chân của nó. Còn kiểm soát con người chính là nó ảnh hưởng tới hành vi của những người khác. Tức là nó khóc hoặc cười thì chắc chắn là sẽ có ai đó phản hồi lại nó. Mình đến đoạn C nha, 6 dòng đầu. Another powerful source of information for infants about the effects they can have on the world around them is provided when others mimic them. Many parents spend a lot of time, particularly in the early months, copying their infants' vocalizations and expressions. In addition, young children enjoy looking in mirrors, where the movements they can see are dependent upon their own movements. This is not to say that infants recognize the reflection as their own image, a later development. Một cái nguồn thông tin quan trọng nữa cho trẻ về cái ảnh hưởng mà chúng có đến thế giới xung quanh chúng là khi mà những người khác mimic, có nghĩa là bắt chước chúng. Nhiều cha mẹ dành nhiều thời gian, đặc biệt là trong những tháng đầu đời của con trẻ, bắt chước cái âm thanh của trẻ và thể hiện của nó và cái biểu hiện của nó. Ngoài ra, trẻ nhỏ cũng thích nhìn vào trong gương, tức là thích soi gương, nơi mà những cử động mà nó thấy đều phụ thuộc vào cái cử động của chính nó. Điều này không phải là để nói là những đứa trẻ có thể nhận ra được cái sự phản chiếu hình ảnh của nó đâu ha. Bởi vì lúc này là nó mới chỉ có thích nhìn vô trong gương thôi, và nó thấy là những cử động này phụ thuộc vào cử động của nó. Còn cái việc mà nó có thể nhận ra được cái phản chiếu của cái hình ảnh của nó là cái giai đoạn phát triển về sau. Thì khúc này mình có thể trả lời được cho câu hỏi số 15 ha. Nói lại mimic, copy, có nghĩa là bắt chước đó ha. Vậy thì bên câu số 15 nó nói: The role of imitation in developing a sense of identity. Có nghĩa là đoạn nào mà có nói tới cái vai trò của cái sự bắt chước trong việc phát triển cái cảm nhận, cái nhận thức về bản thân của trẻ. Vậy chính là đoạn B ha. Mình có cái chữ imitation này, nó bằng với mimic với lại copying. À, cô nhầm, cái này là đoạn C chứ không phải là đoạn B nha. Sửa lại, câu 15 là đoạn C. Rồi khúc này mình cũng có thể trả lời được cho câu số 24, nhắc lại một chút xíu là trẻ nhỏ thích nhìn vào gương, nơi mà những cử động mà nó thấy phụ thuộc vào cử động của chính nó. Vậy thì câu 24 đã nói là: First, children come to realize that they can have an effect on the world around them. Trước tiên thì trẻ con phát hiện ra là nó có thể ảnh hưởng đến thế giới xung quanh nó. For example, by handling objects. Chẳng hạn như là nó có thể xử lý các cái đồ vật. Or causing the image to move. Hoặc là làm cho một cái hình ảnh chuyển động. When they face a, khi mà nó đối mặt với cái gì? Vậy đáp án của mình là mirrors. Khi mà nó đối mặt với cái gương thì nó có thể làm cho cái hình ảnh chuyển động. Vậy thì ở bên nó bằng với bên này nè, là the movements they can see are dependent upon their own movements. Là cái cử động mà nó thấy phụ thuộc vào cái sự di chuyển của chính nó. Tức là nó có thể làm cho cái hình ảnh đó chuyển động khi mà nó nhìn vào trong gương. Nên đáp án số 24 của mình sẽ là mirrors.
Nhưng mà ở đây nó có chữ ờ ha, tức là một thôi. Cho nên cái gương này của mình không có S nha. Mình đến bốn dòng cuối của đoạn C nha. However, Lewis and Brooks' gun suggest that infants developing understanding that the movements they see in the mirror are contingent on their own leads to a growing awareness that they are distinct from other people. This is because they and only they can change the reflection in the mirror. Tuy nhiên, Lewis và Brooks Gunn đã cho rằng sự hiểu biết ngày càng phát triển của trẻ về cái việc là cử động mà nó thấy ở trong gương là phụ thuộc vào chính bản thân nó, thì cái sự hiểu biết này dẫn tới nó ngày càng nhận thức được là nó khác biệt với những người khác. Điều này là bởi vì chỉ có nó mới có thể thay đổi cái hình ảnh phản chiếu ở trong gương. Vậy khúc này mình có thể trả lời được cho câu hỏi số 23. Câu 23 nó nói, observing their own reflection contributes to children's self-awareness. Quan sát cái sự phản chiếu của chính nó góp phần vào cái việc nhận thức bản thân của trẻ. Vậy ai là người đã nói câu này? Chính là câu C ha, Louise Brookins. Mình đến đoạn D nha, dòng thứ tư. Empirical investigations of the self as subject in young children are, however, rather scarce because of difficulties of communication. Even if young infants can reflect on their experience, they certainly cannot express this aspect of the self directly. Những cuộc điều tra thực nghiệm về việc trẻ nhỏ xem bản thân mình như là chủ thể thì lại rất là khá là hiếm bởi vì những cái khó khăn trong giao tiếp. Thậm chí nếu trẻ nhỏ có thể phản ánh được cái kinh nghiệm, trải nghiệm của chúng thì chúng chắc chắn không thể nào thể hiện được cái khía cạnh này một cách trực tiếp được. Tức là nó có nói được đâu ha, gặp khó khăn trong giao tiếp mà. Cho nên khúc này mình có thể trả lời được cho câu số 17, nó hỏi a reason for the limitations of scientific research into self as subject. Lý do cho cái sự giới hạn về nghiên cứu khoa học trong cái lĩnh vực self as subject, tức là trong cái lĩnh vực mà trẻ nhìn nhận bản thân mình như là chủ thể, thì cái giới hạn trong nghiên cứu khoa học đó là gì? Đó chính là cái communication, khó khăn trong giao tiếp nè, trẻ nó đâu có thể hiện được một cách trực tiếp, đâu có nói được đâu. Như vậy thì đáp án của mình chính là đoạn D. Tức là đoạn D có nói đến cái lý do về cái sự giới hạn của nghiên cứu khoa học trong cái lĩnh vực self as subject. Vậy thì khúc này mình cũng có thể trả lời được cho câu hỏi số 25. Nó hỏi, this aspect of self-awareness is difficult to research directly because of problems. Ý nó hỏi là, cái khía cạnh về nhận thức này rất là khó để mà nghiên cứu trực tiếp là bởi vì vấn đề gì? Vậy đáp án của mình sẽ là communication. Nó khó làm nghiên cứu bởi vì communication problems, bởi vì vấn đề về giao tiếp. Ở bên kia mình có difficulties of communication, khó khăn về giao tiếp, nó bằng với communication problems. Mình đến đoạn E nha. Once children have acquired a certain level of self-awareness, they begin to place themselves in a whole series of categories, which together play such an important part in defining them uniquely as themselves. This second step in the development of a full sense of self is what James called the self as object. This has been seen by many to be the aspect of the self which is most influenced by social elements, since it is made up of social roles such as student, brother, colleague, and characteristics which derive their meaning from comparison or interaction with other people, such as trustworthiness, shyness, sporting ability. Một khi trẻ đã đạt tới một cái mức độ tự nhận thức nào đó, thì nó bắt đầu đặt bản thân nó
trong một chuỗi các cái thể loại, mà cùng với đó đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định bản thân nó là độc nhất, duy nhất. Cái bước thứ hai trong cái sự phát triển hoàn toàn cái nhận thức về bản thân là cái mà James gọi là self as object, có nghĩa là nhận thức bản thân nó như là một khách thể. Thì điều này đã được nhiều người thấy như là một cái khía cạnh về bản thân mà bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những cái social elements, là bởi những yếu tố xã hội. Bởi vì nó được tạo thành từ những vai trò xã hội, chẳng hạn như là vai trò học sinh, anh trai hoặc là bạn bè, đồng nghiệp. Và những cái đặc tính mà được rút ra từ cái việc so sánh hoặc là tương tác với những người khác, chẳng hạn như những cái đặc tính như là sự tin cậy, nhút nhát hoặc là khả năng thể thao. Khúc này giúp cho mình trả lời được cho câu hỏi số 19 nha. Câu số 19 nó nói: examples of the wide range of features that contribute to the sense of self as object. Là đoạn nào có những cái ví dụ về một chuỗi những cái đặc tính mà góp phần vào cái việc cảm nhận về bản thân mình như là khách thể. Vậy đáp án của mình sẽ là đoạn ơ ha. Những ví dụ về một chuỗi những cái đặc điểm, đặc tính. Vậy cái chữ features nó sẽ bằng với chữ characteristics. Và những cái ví dụ về những cái đặc tính đó chính là trustworthiness, shyness, sporting ability. Vậy such as nè, tức là chẳng hạn như, tức là những cái examples, những cái ví dụ. Vậy thì mình để ý những cái từ khóa ha, nói lại features này nó bằng với lời characteristics. Mình đến đoạn F nha, 4 dòng cuối. Mead went even further and saw the self and the social world as inextricably bound together. The self is essentially a social structure and it arises in social experience. It is impossible to conceive of a self arising outside social experience. Mead thậm chí còn đi xa hơn khi ông cho là, ông thấy là cái self là cái bản thân và cái social world là cái thế giới xã hội. Nó inextricably bound together là nó gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau, hai cái ha, cái bản thân và cái thế giới xã hội, hai cái đó nó phải gắn bó chặt chẽ với nhau. Và cái bản thân, cái self á, nó là một cái cấu trúc xã hội và nó phát triển trong cái trải nghiệm xã hội. Thật khó mà tưởng tượng một cái self, một cái bản thân mà nó phát triển nằm ngoài cái trải nghiệm xã hội. Tức là nói lại cái self với lại cái social experience này nó phải gắn bó chặt chẽ với nhau. Vậy thì khúc này mình có thể trả lời được cho câu hỏi số 20. Nó hỏi, đoạn nào có nói tới a sense of identity can never be formed without relationships with other people? Là cái nhận thức về bản thân không thể nào được hình thành mà không có những cái mối quan hệ với những người khác. Vậy thì cái relationships with other people, những cái mối quan hệ với những người khác, đó chính là social experience nè, chính là cái trải nghiệm xã hội đó. Vậy thì nó nói là hai cái này nó phải gắn bó chặt chẽ với nhau và không thể nào tưởng tượng ra cái self có thể phát triển nằm ngoài cái trải nghiệm xã hội, có nghĩa là cái self nó không thể nào được hình thành mà không có những cái mối quan hệ với những người khác. Vậy thì đoạn nào, vậy thì ai là người đã nói tới cái câu này? Đáp án của mình cho câu 20 chính là câu D ha. Mead đã nói câu này. Rồi mình đến đoạn G nha, 4 dòng đầu. Louise and Brooks Gunn argue that an important developmental milestone is reached when children become able to recognize themselves visually without the support of seeing contingent movement. This recognition occurs around their second birthday. Louise và Brooks Gunn đã tranh luận là một cái cột mốc phát triển quan trọng của trẻ đó là khi mà trẻ bắt đầu có thể nhận ra bản thân chúng một cách trực quan mà không cần đến cái sự hỗ trợ của cái việc thấy cái cử động tình cờ nào hết. Và cái sự phát hiện này, cái sự nhận ra này xảy ra khoảng vào lần sinh nhật thứ hai, tức là lúc nó 2 tuổi đó.
Vậy thì khúc này mình có thể trả lời được cho câu hỏi số 16. Câu số 16 nó hỏi là the age at which children can usually identify a static image of themselves. Là đoạn nào có nói tới cái độ tuổi mà trẻ con thường có thể nhận diện được cái hình ảnh tĩnh của bản thân nó. Vậy đó chính là đoạn G ha. Cái tuổi nào? Đó chính là lúc nó 2 tuổi, nó không cần thấy cái cử động nào hết nhưng mà nó cũng có thể nhận dạng ra bản thân nó. Mình tiếp tục phần còn lại của đoạn G. In one experiment, Louis and Brooksgen dabbed some red powder on the noses of children who were playing in front of a mirror and then observed how often they touched their noses. The psychologists reasoned that if the children knew what they usually looked like, they would be surprised by the unusual red mark and would start touching it. On the other hand, they found that children of 15 to 18 months are generally not able to recognize themselves unless other cues such as movement are present. Trong một cái thí nghiệm thì Louis và Brooksgen đã thấm một ít bột màu đỏ lên trên những cái mũi của những đứa trẻ mà đang chơi ở phía trước một cái gương. Và sau đó họ quan sát là chúng chạm cái mũi của chúng, bao lâu một lần thì chúng sẽ chạm cái mũi. Thì những nhà tâm lý học lập luận là nếu những đứa trẻ mà nó biết là bình thường nó trông như thế nào thì nó sẽ ngạc nhiên với cái vết đỏ lạ thường ở trên mũi nó và sẽ bắt đầu chạm vào đó. Ngược lại, họ phát hiện là những đứa trẻ nào mà mới có 15-18 tháng thôi á thì thường không thể nào nhận ra bản thân chúng, trừ khi nào có những cái gợi ý khác, chẳng hạn như là có cái sự cử động của nó hiện diện ở trước gương. Vậy thì khúc này mình có thể trả lời được cho câu số 14 ha. Đây là cái thí nghiệm và nó mô tả cái phương pháp của cái thí nghiệm, đó là chấm cái bột đỏ lên trên mũi của trẻ. Vậy thì câu số 14 nó nói an account of a method used by researchers in a particular study. Đoạn nào có một cái lời kể về cái phương pháp được những nhà nghiên cứu sử dụng trong một cái nghiên cứu đặc biệt. Vậy chính là đoạn G luôn ha. Phương pháp đó chính là thấm bột màu đỏ lên trên mũi trẻ. Mình đến đoạn cuối cùng, đoạn H dòng thứ 3. Bronson found that the intensity of their frustration and anger in their disagreements increased sharply between the ages of 1 and 2 years. Often, the children's disagreements involved a struggle over a toy that none of them had played with before or after the tug of war. The children seemed to be disputing ownership rather than wanting to play with it. Although it may be less marked in other societies, the link between the sense of self and of ownership is a notable feature of childhood in Western societies. Bronson phát hiện ra là cường độ của cái sự tức giận, giận dữ trong những cái lần bất đồng của trẻ tăng lên mạnh khi trẻ 1 và 2 tuổi. Thường thì những cái bất đồng của trẻ có liên quan tới cái việc giành giật một món đồ chơi mà không có đứa nào thèm chơi trước đó. Tức là trước đó nó không thèm chơi nhưng mà nó giành giật nhau vì cái món đồ chơi đó. Hoặc là sau cái tug of war, có nghĩa là cái cuộc kéo co, ý nói là sau lúc giành giật nó cũng không thèm chơi luôn. Nhưng mà nó phải struggle, nó phải giành giật cái món đồ chơi đó cho được. Có nghĩa là trẻ dường như là đang tranh cãi về cái quyền sở hữu chứ không phải là muốn chơi với cái món đồ chơi đó. Mặc dù điều này ít có được chú ý ở những xã hội khác, nhưng mà cái sự liên kết giữa cái cảm nhận về bản thân và cảm nhận về cái tính sở hữu là một cái đặc điểm đáng chú ý của trẻ ở xã hội phương Tây. Vậy thì khúc đó mình có thể trả lời được cho câu số 22. At a certain age, children's sense of identity leads to aggressive behavior. Ở một độ tuổi nào đó thì cái cảm nhận về bản thân của trẻ dẫn tới cái hành vi hung hăng. Hành vi hung hăng đó là nó
nó struggle over a toy nè, tức là nó giành giật một cái món đồ chơi. Vậy thì chính là Bronson đã nói cái điều này, nên đáp án của câu 22 là ờ. Khúc đó cũng giúp cho mình trả lời câu số 18 luôn ha. A reference to a possible link between culture and a particular form of behavior. Đoạn nào có đề cập tới một cái sự kết nối giữa văn hóa và một cái dạng hành vi cụ thể đặc biệt nào đó. Vậy chính là đoạn H ha. Nó có cái sự kết nối giữa văn hóa xã hội phương Tây với cái hành vi đó là giành giật cái quyền sở hữu nè. Ở hai dòng cuối nó nói the link between, tức là sự kết nối giữa cái self với lại cái ownership này là một cái đặc tính đáng chú ý trong xã hội phương Tây. Rồi khúc đó cũng có thể giúp mình trả lời cho câu số 26. Nó hỏi in Western societies at least the development of self-awareness is often linked to a sense of ba chấm and can lead to disputes. Có nghĩa là trong xã hội phương Tây, ít ra thì trong xã hội phương Tây, sự phát triển về nhận thức bản thân thường là kết nối với cái cảm nhận về cái gì? Vậy đáp án của mình là sự cảm nhận về bản thân thường kết nối với cái sự cảm nhận về cái quyền sở hữu và can lead to disputes, và điều đó có thể dẫn tới cái sự bất đồng, tranh cãi. Vậy là mình xong một bài nữa rồi ha. Cô chúc các trẻ chăm chỉ để học giỏi giống như cô Captain Man nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.